go. Kami Cake, you know, Kami Cake, he just lost much of this Mohamed's last game. He lost Viper. Hai em Pekka này, anh Pekka với bọn nhường người vẫn chơi mà. Như thằng Anaban thì anh với Wallace. Yeah. Exactly, Mohamed Lai. Now I think Ladder and Turban. You know he finished he a champion 2 months in rows, 2 months Royals in CRL monthly, and he gets so many money, make money online. Anaban in game, guys. Matu, I don't like this guy, bro. And you know, I beat this Matu 2 game in rows. Có gì đâu mà tuyệt vọng, chỉ là muốn nhảy cầu thôi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Trời ơi, tôi muốn giết người. Tụt xuống 7k3 chỉ trong vòng có đấu mấy tiếng thôi. Speed game. No. Actually, it's a long time I didn't watch any game and any movie. But on my new feed, my Facebook. Speed game. So let me try what's the speed game in future. Ôi, bất bình tĩnh, bực lắm. Nhưng mà ví dụ như thằng thua hát counter thì không sao, nhưng mà thua theo kiểu là mình thua theo kiểu là gì nhỉ? Thua theo kiểu là chậm dễ mà mình cũng thua, mình đau đầu. Đúng rồi, chuẩn luôn. Viper nó đánh kiểu vậy nên là nó không bao giờ gọi là đấy. Ôi, tự hào. Cũng một chút tự hào chứ. Cũng một chút tự hào nhưng mà thực sự thì tiếc. I don't think it's not easy. High skill. Vừa Zappi vừa Royal Resume. Bây giờ thì Buzz. What's the most broken car? I think a Canon Cast. Good chance for Viper Frank. Thua cái điểm là có con Mother Wick. Tại sao không sức Mother Wick để nó spam. À, bên kia có Dark Queen nữa. Dark Queen nó chặn con nó chặn Royal Resume tốt quá.
GG, well played. Half player. Outing. Trời ơi, có mỗi cái thẻ điều kiện win. This skeleton on my broken. Yeah, exactly. Now I think mirror is broken. Yeah, money. I will go travel to Italy. Yes, I get so money this year from Gradwan, the game. The champion two time on CRL, yeah, CRL Manly. Manly. You know the champion CIL top one gets $20,000. $20,000. And you know he finished top one two time. Number two runner up and yeah. This year he gets so many money. Okay, Mohamed Lion Eagle. You should ask how many doing we $40,000. No, it's not I'm not Araban, it's Mohamed Lai, bro. And you should know he champion so many tournaments. Money. Ask quack. Holy! Block. Skeleton block. Skeleton block minor. He playing Muji. Mohamed Lai. Hey, boring matchup. Ah, Miro matchup. Miro. A lot of middle east. My country. Oh.
Macarius next game. Ah, đi in game right now. Ah, nickname is Ice Food, yeah. The old name. He was Stardust. Oh no! Oh no! Fly loose! Double Fisherman! Lan và Điệp, một chuyện tình cay đắng lúc tuổi còn. À, Lion Odasu. Okay, oh, good luck. We have good matchup right now. Bro, do you play other deck than Goblin Barrel? No. Only Goblin Barrel. Sleeping, bro. Sleeping. Oh, Yan in game. Come on, Yan in game. No, actually, I guess à, sao mất tốt của ta? Ủa, có. Đợi chút mình đang mình sẽ làm một điều gì đấy nó hay ho một chút. Còn trong mong trong đời sẽ không mang thank you.
Graduation line. Trình rồi. Viper and Vero. Thôi đợi xem nốt kia mày đã. 56, 28, ôi, line lên nhanh vậy. Lên line. Chúng ta còn 20 phút nữa. Last 20 last hour. Chưa lốc kia rồi. Cách của để chúng ta sống toàn tồn tại đó là đừng nên chống lại beta. Chặt chi. Wasu á, mình cũng không quan tâm vào Wasu cho lắm nên là mình chả biết. Osama thì top ở đâu nhỉ? 8532 à? Khoảng 19 phút nữa thì hơi khó để top 1. 4 game liên tục win. Let's go live. Macarius top 44. Còn xem tạm Macarius vậy.